Còn tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, có một cụ ông vừa mừng đại thọ 100 tuổi. Ngay sau lễ mừng thọ, cụ Nguyễn Văn Khai ở thị trấn Mỹ Thọ đã trao số tiền 5 triệu đồng đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Mỹ Thọ để ủng hộ cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Số tiền này được cụ Nguyễn Văn Khai tích lũy trong nhiều năm với mong muốn đóng góp chút tấm lòng cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.